cần chiếc vòng kim cô. Thưa quý vị và các bạn, hẳn nhiều người đã bị sốc về kết quả điều tra vụ án Việt Á. Đó dường như là một kịch bản hoàn hảo của một liên minh tội ác. Trong một giai đoạn vô cùng khó khăn của đất nước, đã có những kẻ bất chấp pháp luật như vậy, chà đạp lên mọi phẩm giá và coi nhẹ sức khỏe, tính mạng của đồng bào. Nếu như ở vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều thủ đoạn nhũng nhiễu, vòi vĩnh, hạch sách doanh nghiệp và người dân của một nhóm cán bộ công quyền đã được vạch mặt, thì đối với vụ Việt Á, hành vi sai trái của các đối tượng còn đáng lên án hơn. Đó là sự câu kết, móc ngoặc, là liên minh ma quỷ, là bảo kê cho tội ác. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng một số cán bộ dưới quyền đã tiếp tay để công ty Việt Á chiếm đoạt đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test của nhà nước, sau đó cấp phép lưu hành và đưa vào sản xuất thương mại, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trái quy định của pháp luật. Việc để Việt Á hô biến sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ của nhà nước thành sở hữu riêng có lẽ là một điều gây sốc nhất trong vụ án này. Nó khiến cho nhiều cán bộ, đảng viên cảm thấy bị tổn thương. Điều tưởng như không thể, rốt cuộc lại biến thành có thể khi được bôi trơn bằng tiền. Trong vụ án này, kết luận điều tra cho thấy Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã đưa tổng số tiền là 3,45 triệu đô la và 4 tỷ đồng cho một số bị can, gồm Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 đô la, Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 200.000 đô la, Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 50.000 đô la, Trịnh Đăng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ 350.000 đô la, Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu đô la, Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký của Nguyễn Thành Long, 4 tỷ đồng. Như đó, công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển sản phẩm kit test, được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của công ty Việt Á, được tiền trảm hậu tấu về giá kit test. Rõ ràng nếu không có sự tác động can thiệp của lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, cũng như của lãnh đạo một số địa phương, Việt Á không thể lộng hành như vậy và thu lợi bất chính tới 1.235 tỷ đồng. Thậm chí Bộ Khoa học và Công nghệ còn tổ chức họp báo giúp Việt Á khuếch trương thanh thế, đồng thời trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình, đề nghị khen thưởng cho Việt Á. Hành vi và thủ đoạn nhận hối lộ của các bị can trong vụ án này cũng rất kinh khủng, lên đến hàng triệu đô la. Việc cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu đô la gợi nhớ vụ án mobile phone mua AVG cách đây cũng chưa lâu, khi cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô la và sau đó bị tuyên án tù chung thân. Những khoản tiền lót tay hoa hồng đó rốt cuộc được thổi vào giá kit test và cuối cùng thì người dân phải gánh chịu. Qua vụ án Việt Á, một lần nữa chúng ta lại thấy sự nguy hại đến từ con virus mang tên lợi ích nhóm, sự bất chấp pháp luật của liên minh tội ác trong vòng xoáy cám dỗ của đồng tiền. Đặc biệt, kẽ hở trong kiểm soát quyền lực vẫn bị lợi dụng. Ở đây, những người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng quyền lực của mình để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đã không có người kéo phanh ngay từ khi Việt Á can thiệp vào khâu nghiên cứu đề tài. Đã không có người lên tiếng về các khâu phân phối và lưu thông kit test đầy sai phạm của Việt Á. Phải chăng thuốc chữa tham nhũng, tiêu cực chưa được bóc đúng liều? Dư luận xã hội hết sức bức xúc và mong mỏi chùm án Việt Á sớm được kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử, trong đó xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, kẻ cầm đầu để làm gương và đủ sức gian đe. Tham nhũng tiêu cực vốn là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, và quyền lực thì luôn có xu hướng bị tha hóa nếu không được kiểm soát. Thời gian gần đây, vấn đề kiểm soát quyền lực đã được Đảng và Nhà nước ta chú trọng như một giải pháp cốt lõi để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, việc nhốt quyền lực vào lồng cơ chế là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Ngoài việc phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, thì còn đòi hỏi người có chức vụ quyền hạn tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên cũng cần có một cơ chế bảo vệ đáng tin cậy để dám đứng lên tố cáo sai phạm, bảo vệ lẽ phải. Đặc biệt, có hai điểm mấu chốt vẫn đang được thực hiện nhưng cần nâng cao hiệu quả và tính thực chất. Thứ nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập gắn với trách nhiệm, giải trình. Cần phải được công khai, minh bạch hơn, nhất là với những người có chức vụ cao và mở rộng đối tượng tiếp nhận thông tin. Nếu không có gì khuất tất thì tại sao phải giấu giếm? Thứ hai, cần phải phát huy dân chủ hơn nữa trong lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ, quyền hạn để có kết quả thực chất và tránh xa vào hình thức. Đây phải là những công cụ đủ mạnh để đánh giá, sử dụng cán bộ vừa nhằm kiểm soát quyền lực, vừa để người có chức vụ quyền hạn chủ động khắc chế chủ nghĩa cá nhân luôn có xu hướng vượt khỏi vòng cương tỏa. Về nước đầu thú. Thưa quý vị và các bạn, hai trong số 8 đối tượng liên quan vụ IC bị Bộ Công an phát lệnh truy nã đã về nước đầu thú để được hưởng khoan hồng. Thực tế cho thấy dù có trốn ra nước ngoài cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Chiều qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận thông tin bị can Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty IC, là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã về nước đầu thú. Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và những người khác. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cũng cho biết, đối tượng Đỗ Văn Sơn, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC đã về nước đầu thú. Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1977, nguyên kế toán trưởng IC về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh khai thác đối tượng Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Như vậy, trong số 8 bị can bị truy nã liên quan đến vụ IC, đến nay đã có 2 đối tượng về nước đầu thú. Về nước đầu thú là một lựa chọn để được xem xét, hưởng khoan hồng cũng như thoát cảnh, sống trốn tránh, lo sợ bất an. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định dù các bị can có trốn ra nước ngoài cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Thực tế gần đây, đối với các vụ án đã khởi tố điều tra, khi có đầy đủ cơ sở, chứng cứ nhưng đối tượng bỏ trốn, cơ quan chức năng đã vận dụng quy định của luật pháp để xử lý. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã giao các cơ quan tiến hành tố tụng, nghiên cứu quy định luật pháp để truy tố, xét xử bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Nếu trốn ra nước ngoài mà quy định có thể xử vắng mặt thì vẫn có thể xử vắng mặt. Cụ thể, với 8 đối tượng liên quan đến công ty IC bị công an phát lệnh truy nã, tòa đã tuyên án vắng mặt những bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC 30 năm tù, Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc IC 25 năm tù, Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng IC 6 năm tù, Nguyễn Thị Sen, cựu giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường 30 tháng tù, và Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty Mofa 4 năm, Đỗ Mỹ Hạnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cát Vân Sa bị phạt 5 năm tù và Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty nha khoa Việt Tiên 4 năm tù. Việc tuyên án nêu trên là tiền đề để phục vụ cho công tác truy bắt. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đánh giá đây là một bước tiến trong xử lý những đối tượng bỏ trốn. Quy định của pháp luật Việt Nam cho phép làm việc đó. Đối với các trường hợp phạm tội có chứng cứ rõ, bỏ trốn thì có quyền xử, tuyên án đây là tiền đề để phục vụ cho truy bắt. Ông Nguyễn Văn Yên nói, điểm mới nêu trên là căn cứ pháp lý để đề nghị các quốc gia đã ký tương trợ pháp lý, tạo điều kiện cho việc truy bắt và cũng tạo sức ép khiến các đối tượng ra đầu thú. Việc đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty IC, người liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đã về nước đầu thú là một minh chứng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị các bị can, bị án, đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty IC, trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đầu thú và hưởng khoan hồng của pháp luật. Đã có nhiều trường hợp không thể trốn thoát và phải quay về hoặc bị bắt về, đó là một thực tế. Câu nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, âu cũng là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở cho những đối tượng đã chót nhúng chàm, dù có cao chạy xa bay cũng không thoát được sự trừng trị của pháp luật.